number one, no number two. After this, I'm coming through. I just wanna fuck with you. I know you want to too. I just wanna fuck with you. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hà Vi. Công việc hiện tại của mình đang là người mẫu ảnh. Bắt đầu thời điểm mình quan tâm đến phong cách ăn mặc của mình là mình bắt đầu biết thích một ai đó. Lúc đấy thì con gái thường ai cũng sẽ điệu đà hơn. Để nói về phong cách ăn mặc của mình thì mình muốn hướng đến một phong cách trẻ trung năng động, phù hợp với lứa tuổi hơn. Đối với công việc là một người mẫu ảnh thì mình theo rất nhiều phong cách khác nhau. Thực ra mà nói, trước giờ mình hay phong cách bánh bèo một chút, điệu, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mình lại muốn có một phong cách thoải mái, phù hợp với lứa tuổi và dễ dàng có thể hoạt động để phù hợp với công việc của mình. Những set đồ mà mình lựa chọn thì mình luôn luôn cố gắng chọn những đồ mà phù hợp nhất. Đi chơi với bạn bè thì bọn mình cũng ăn mặc màu sắc một chút cho đúng lứa tuổi. Còn đi làm thì mình thường xuyên chọn những đồ đơn giản, dễ vận động và những cái màu trung tính thôi. Khi lựa chọn một set đồ thì mình thường không quan tâm đến thương hiệu. Tại vì mình cảm thấy, thường thì mình mua đồ mình sẽ cảm thấy đồ nào thích hợp với mình, hoặc là mình cảm thấy đẹp là mình mua thôi. Mình cũng không quan tâm đến thương hiệu cho lắm. Set đồ thì thỉnh thoảng mình cũng thêm vài phụ kiện vào để cho set đồ của mình trở nên bắt mắt hơn. Nhưng mà cái điều đấy thường không xảy ra thường xuyên cho lắm, bởi vì mình là một con người khá là vội vàng nên mình sẽ chọn màu nó hợp với cả bộ đồ hơn, chứ không có hoa tai ở vòng cổ mấy đâu. Sau một quá trình trải qua làm người mẫu ảnh trong vòng một năm qua thì mình cảm thấy gu thời trang của mình tốt lên rất là nhiều. Công việc này đã mang lại cho mình một khu thẩm mỹ tốt hơn trước rất là nhiều, được làm việc với rất nhiều các brand, làm việc với nhiều các stylist nữa. Thế nên mọi người cũng trau dồi cho mình rất nhiều kiến thức về ăn mặc dựa trên các cách phối đồ của mọi người. Nên mình cảm thấy rất là may mắn khi mình được làm mẫu lookbook. Thường thì người ta hay nói là vẻ đẹp tâm hồn bên trong mới là quan trọng, nhưng mà theo mình thì vẻ đẹp bên ngoài cũng đóng một phần quan trọng không hề nhỏ. Ấn tượng đầu tiên rất là quan trọng, đúng không các bạn? Mình thì cũng là một con người rất là quan trọng vẻ bề ngoài, thế nên mình rất là để ý cách ăn mặc. Mình luôn luôn quan sát mọi người khi đi trên đường, hoặc là lúc mình ngồi cà phê mình nhìn mọi người qua lại thì mình rất để ý mọi người ăn mặc ra sao,
có hợp không thì mình sẽ học hỏi thêm được rất nhiều điều. Mỗi lần như vậy thì mình cũng có thêm được một chút kinh nghiệm về phong cách thời trang. Mình chỉ có một lời khuyên nho nhỏ đến các bạn là những bạn mà quan tâm đến thời trang thì các bạn hãy cố gắng. Xung quanh chúng ta có rất nhiều người ăn mặc đẹp và hợp thời trang. Vậy tại sao chúng ta còn trẻ mà kể cả già đi chăng nữa thì chúng ta vẫn nên có một phong cách thời trang đẹp và ổn định, đúng không các bạn? Bởi vì ai cũng muốn ngắm nhìn những cái đẹp mà.